mất tương tác hết rồi sao? Giống tôm ăn. Chí không. Mấy neo ngồi bậy nó 5-10 phút nữa thử coi có con gì rớt nữa không. Tối quá không thấy. Bồng dơ quá. Sơ cho anh em cả thôi, về nhà đằng sau. Rồi kết thúc việc cũng cần về anh em ạ. Chào anh em nha. Anh em nào ăn alo liền nha, để không kịp nha. Né 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 nó kẹp con á, nó kẹp con á. Come on.
Nhiều thì thôi. Đi trong ba rồi à. Nghe ba ơi. Anh nào mẹ. Ai ăn alo liền nha, chứ để không kẹp nha. Xong vậy em đi từ sáng sớm giờ á. Anh chị em nào ăn tôm xong thì alo nha. Rồi kết thúc chào anh em nha. Thành quả của ngày hôm nay như đó thôi. Thành quả của một đêm hai chú mấy này vô đùa trước tay tay vô đùa trước ghê chứ kiểu đụng chết tiếc không bể. Mấy cái hao gì đụ rồi có chục béo cái máng bò ăn thôi cùng bê đổ ra còn bắt trở lại nữa đó, vậy ra đâu phải dở đâu nhà đâu nghe nè mà hôm nay mấy ông nội thôi. Bình đi đâu mày cho cái gì bự bự thùng bê đi đạt ơi tao đổ con mà tao bắt vô tới ba con là tao mệt lắm rồi tụng mẹ rắn hổ rắn rì chứ ghê trời có phải làm mồi không tái rồi đó con bự ghê không lương lương là tới chục tám lại bảy sáu lạng trong chuồng có con đó nè con nữa là khách lên nghe bạn tiểu lâu nữa đáng tiền như cứ ra đổ vô thùng để cứ ra riết bảy sáu đổ vô con bắt con bắt vô tám bốn con vậy là gì có sao đổ đủ hoài không rồi đổ hết vô thùng đừng ra vậy là chết rồi nói tại mấy ông làm mồi dở. Cỡ nào mà tao kêu đi sát như luôn. Con luôn. Dám đi hả chó. À. Quá ảnh còn dẫn tao rình lại nữa. Núp lại. Vậy có mày nói gì? Chiều nay làm lại đi. Nha. Để coi. Để con đừng, hả? Đừng con trọng trọng. Dũng và Phương cũng sợ ngồi đó. Tao mới làm chiều nay làm lại coi. Tao bỏ ấm lại chiều tao làm mồi cho đem vô. Ê nó ra. Rồi cỡ đó mà không bò ra. Cỡ đó mà không bò ra mày nghĩ. Hai con. Đóng hai con hả? Đóng hai con. Tao coi gì? Đó làm mồi tốt lắm ha.
Im lắm. Đây rồi, có gương mà. Cái này con nhỏ. Cho gượng lại. Không bình đụng tới lại. Sao rồi? Không bộ. Nhiều ống này có nhiều rồi. 2 kg. Ủa da đau. Mày giết vô.